Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 11 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Mão tháng 11 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn người tuổi mão sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong tháng 11 âm lịch này. Chính vì vậy mà bạn thường rơi vào trạng thái căng thẳng, áp lực nhiều khi chút cơn nóng giận của mình vào người khác gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Do chịu ảnh hưởng của cục diện tí mão tương hình, người tuổi này trở nên ngạo mạn. Bạn có thể là người có tầm nhìn xa trông rộng đấy, nhưng vì không tạo được thiện cảm với mọi người, cộng thêm việc tùy tiện kết giao với những đối tượng không đáng tin cậy nên kế hoạch dù có lập ra chu đáo đến mức nào đi nữa cũng khó tránh khỏi sai sót, chắc trở chuyện làm ăn cũng chưa có dấu hiệu thật sự tích cực trong khoảng thời gian này. Bạn đặt ra những mục tiêu cao xa, thích tìm hiểu những lĩnh vực mới nhưng nhiều khi chưa xác định đúng năng lực của mình và thực tế trước mắt. Tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi Mão âm lịch khuyên bạn vẫn cần khiêm tốn và học hỏi mọi người xung quanh nhiều hơn. May mắn chuyện tình cảm có những bước tiến triển tích cực. Người độc thân hài hòa, cởi mở nên dễ nhận được sự chú ý của người khác giới. Tuy nhiên, trước khi quyết định đến với ai thì bản mệnh cần cân nhắc cẩn thận, chớ nên quá dễ dãi mà chuốc họa vào thân. Người lập gia đình thường xuyên chia sẻ tâm sự với nửa kia nên lứa đôi thấu hiểu, tránh được nhiều hiểu lầm không đáng có. Tử vi tuổi mão tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Người tuổi mão gặp phải nhiều trắc trở trong sự nghiệp do phải chịu tác động nặng nề của cục diện tí mão tương hình nhiều áp lực dồn dập xuất hiện khiến bạn khó có thể vui vẻ suy nghĩ tích cực và cố gắng đến cùng có lẽ những kế hoạch bạn đặt ra vào thời điểm này chưa thực sự phù hợp nên mới thường xuyên gặp phải nhiều cản trở đến vậy có thể bạn là người có tầm nhìn xa đấy nhưng lại chưa thực sự ý thức được năng lực của mình hoặc thực tế trước mắt vì thế trước khi bắt tay vào làm việc gì bạn cần cân nhắc xem nó có phù hợp với bản thân ở hiện tại không không phải cứ có tham vọng là bạn đã gặt hái được thành công người làm lãnh đạo chớ nên ngạo mạn quá mức bỏ ngoài tay ý kiến của nhân viên cấp dưới của mình không phải lúc nào quan điểm của bạn cũng là đúng đắn hơn nữa trước khi triển khai một dự án nào đó bạn nên tham khảo suy nghĩ của nhân viên bởi chính họ mới là người bắt tay trực tiếp vào làm việc nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bạn vốn là người hiếu kỳ ham học hỏi đặc biệt là người trẻ tuổi thường hay thích mộng tưởng lập kế hoạch phấn đấu cho mình Tuy nhiên, bạn cần phân biệt rõ hiện thực với mơ mộng, đừng nên chìm đắm vào những điều không tưởng kẻo đến khi đối diện với thực tế, bạn sẽ dễ rơi vào cảnh thất vọng. Tử vi tuổi mão tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện tài lộc Xem tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi mão âm lịch, vận trình tài lộc của bản mệnh chưa thực sự có những bước tiến đáng kể trong khoảng thời gian này. Có lẽ bạn cần phải tự nhắc nhở mình vượt qua giai đoạn khó khăn này, đồng thời tìm cách khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong quá trình làm ăn kinh doanh cục diện tương hình khuyên bản mệnh cần cẩn trọng hơn trong quá trình kết giao với người khác không phải ai nhiệt tình vui vẻ với bạn cũng là những người đáng tin cậy đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cách kéo gần khoảng cách với bạn để lừa lọc bạn khiến tiền bạc đầu tư của bạn đổ sông đổ bể người làm lãnh đạo hoặc người còn trẻ tuổi cần có cái nhìn thực tế hơn về tình hình trước mắt có thể bạn đang đánh giá không đúng năng lực của mình hoặc đang bắt buộc người khác làm quá sức đấy nếu cứ không ngừng cố gắng vì một cái đích không tưởng thì đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy kiệt sức và muốn bỏ cuộc may mắn có các tinh thiên đức chiếu mệnh bạn vẫn có cơ hội phát tài phát lộc trong tháng này nếu biết lập ra những kế hoạch chính xác hoặc chú ý hơn trong cách cư xử người làm ăn chỉ cần kiềm chế bản tính nóng này của mình thì vẫn duy trì được những mối làm ăn đều đặn với khách hàng đối tác người làm công ăn lương chú ý hơn đến các mối quan hệ của mình không đắc tội với kẻ tiểu nhân thì vẫn hoàn thành những nhiệm vụ quen thuộc lương thường ổn định từ vi tuổi Mão tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Chuyện tình cảm của người tuổi Mão có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực dù bạn còn độc thân hay đã tìm được người phù hợp. Nguyệt lệnh Lâm Thai cho thấy bạn là người tự tin, sẵn sàng thể hiện điểm mạnh của mình để gây ấn tượng với người khác. Chính vì vậy mà người độc thân thường dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới, được nhiều vệ tinh vây quanh tuy nhiên bạn đừng vì thế mà trở nên buông thả bản thân giữ quan hệ với quá nhiều người hoặc quá vội vã đến với một ai đó nếu có ý định xây dựng các mối quan hệ nghiêm túc trước hết bạn cũng cần là một người nghiêm túc đồng thời cân nhắc kỹ càng về những điểm tương đồng cũng như khác biệt giữa hai người người đã lập gia đình có một nửa kia thấu hiểu đối phương có thể tha thứ cho những hành động nóng nảy bốc đồng của bạn song bạn đừng vì thế mà cư xử quá mức tự do không để ý đến cảm nhận của người ấy có chuyện gì, hãy bình tĩnh tâm sự, rồi đôi bên sẽ cùng nhau tìm được hướng đi. Ngoài ra, bạn cũng cần dành thời gian quan tâm hơn đến con cái của mình. Hãy trò chuyện với con nhiều hơn để hiểu nhu cầu và mong muốn của trẻ nhỏ là gì, đừng áp đặt những mong muốn của mình lên người con cái. Tử vi tuổi mão tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi mão âm lịch thấy tình hình sức khỏe của người tuổi mão vẫn khá ổn định. Dù công việc nhiều trục trặc, rắc rối khiến bạn thường xuyên cảm thấy muộn phiền, áp lực nhưng may mắn là những cảm xúc ấy không ảnh hưởng lớn đến cơ thể. Con giáp này nên tâm sự với mọi người xung quanh nhiều hơn để giải tỏa những tâm lý tiêu cực. Nếu có thể nhìn mọi việc theo hướng tích cực hơn thì bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề, đưa mọi chuyện trở về với quỹ đạo đúng đắn dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, chớ thức khuya dậy sớm quá mức, nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp, có như vậy bạn mới thấy tinh thần sảng khoái, sức khỏe cải thiện. Cẩm nang vượng vận tháng 11 năm 2021 cho từng tuổi mão. Tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, không đánh giá đúng tình hình trước mắt, công việc nhiều vấn đề. Quý nhân, hợi, mùi. Tiểu nhân, dậu, thìn màu sắc may mắn xanh da trời trắng tuổi quý mão thuộc mệnh kim nam thái dương nữ thổ tú khẩu quyết hãy lắng nghe người khác nhiều hơn chớ hành động độc đoán quý nhân tuất dần tiểu nhân tý ngọ màu sắc may mắn xanh lá cây xám tuổi ất mão thuộc mệnh thủy nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết nên nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm chớ giữ quan hệ với quá nhiều người quý nhân thìn hợi tiểu nhân dậu tý Màu sắc may mắn: vàng, xanh dương. Tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, nam Thái Âm, nữ Thái Bạch. Khẩu quyết: Gia đình hạnh phúc, nửa kia thấu hiểu và bao dung cho bạn. Quý nhân: Mùi Tuất. Tiểu nhân: Thìn ngọ. Màu sắc may mắn: tím, xanh nước biển. Tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú. Khẩu quyết: Quan tâm, dành thời gian nói chuyện với người thân nhiều hơn. Quý nhân: Dần Thìn. Tiểu nhân: Mão Tỵ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu. No. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Mão trong tháng 11 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.